Tiểu sử Đoàn Minh Tài, cuộc sống hiện tại của nam diễn viên đào hoa nhất Vbiz. Đoàn Minh Tài sinh năm 1984 tại Bến Tre, hay còn được biết tới là Đoàn Thanh Tài. Cái tên đã gắn liền với anh từ lúc mới bước chân vào làng giải trí Việt. Xuất phát điểm là người mẫu thời trang, anh bén duyên với nghề diễn viên và bỏ túi nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh gây nhiều tiếng vang như Dốc Sương Mù, Lạc Mất Linh Hồn, Dòng Sông Không Trở Lại, Những Ông Bố Độc Thân, Số Phận Bị Đánh Cắp, v.v. Anh được nhiều khán giả đánh giá cao về phong cách và khả năng thể hiện chân thực nhân vật, đặc biệt là những vai phản diện. Đến nay, Đoàn Minh Tài đã có kinh nghiệm sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, tham gia hơn 40 bộ phim lớn nhỏ và là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Anh cũng gặt hái được nhiều giải thưởng như giải thưởng dành cho nam diễn viên triển vọng HTV Awards 2015 và nằm trong top 5 đề cử hạng mục nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất của giải Mai Vàng 2017. Tuy có nhiều nỗ lực trong nghề và được ghi nhận, nhưng sự nghiệp của anh có vẻ chưa thực sự vụt sáng. Thời điểm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, anh còn dính vào nhiều ồn ào về chuyện tình cảm cá nhân. Với những luồng thông tin như yêu nữ đại gia, lợi dụng tình cảm để lấy danh tiếng hay tin đồn về giới tính, Minh Tài gặp phải không ít khó khăn khi đóng phim. Anh còn thường bị gắn mác trẻ đẻo, nên bản thân luôn nỗ lực làm việc nghiêm túc để thay đổi hình ảnh trước công chúng. Để thay đổi phong thủy, mà vào năm 2019 anh đã chính thức đổi tên từ Đoàn Thanh Tài sang Đoàn Minh Tài, với mong muốn mọi thứ xung quanh suôn sẻ hơn. Chữ Minh nghĩa là tươi sáng, rực rỡ hơn và bền vững hơn trong sự nghiệp. Thiên tình sử dày đặc. Đoàn Thanh Tài tan vỡ hôn nhân đầu. Vào năm 2012, Đoàn Thanh Tài khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi anh bất ngờ tổ chức lễ thành hôn cô dâu là Việt kiều Mỹ tên là Dung Nguyễn, sinh năm 1988. Tuy Dung Nguyễn không tham gia các hoạt động nghệ thuật, nhưng cô cũng có chút quen biết với nhiều người trong giới giải trí vì cô hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và truyền thông. Anh cho biết thêm, hai người quen nhau trong một đám cưới của một người bạn. Diễn viên Đoàn Thanh Tài vì bận công việc mà đến trễ. Dung Nguyễn lúc đó cũng đang đứng lần ngân ngoài sảnh mà không dám bước vào. Nhờ thế mà cả hai đã quen biết nhau và trở thành một cặp. Người vợ xinh đẹp của anh là một người phụ nữ năng động, cá tính, hiện đại, nhưng cũng có lúc nhạy cảm và hay dỗi hơn. Tuy nhiên không lâu sau đó, Đoàn Thanh Tài và Dung Nguyễn đã âm thầm lặng lẽ chia tay nhau và anh cũng không còn nhắc đến người vợ cũ này nữa. Diễn viên Đoàn Thanh Tài và diễn viên Ngọc Lan. Tháng 6 năm 2014, Đoàn Thanh Tài bị bắt gặp khi đang đi uống cà phê cùng diễn viên Ngọc Lan. Cũng từ đó, mọi người biết về mối quan hệ giữa hai người. Được biết, trước thời điểm bị báo chí bắt gặp, cặp đôi này đã hẹn hò trong vài tháng trước đó. Và có một điều không thể phủ nhận là nhờ mối tình với Ngọc Lan mà tên tuổi của Đoàn Thanh Tài mới được nhiều người biết đến. Mặc dù anh đã diễn xuất nhiều năm, nhưng anh cũng chỉ được khán giả nhớ đến với nickname bạn trai mới của Ngọc Lan. Tuy nhiên, không lâu sau cả hai người đã đường ai nấy đi. Mối quan hệ giữa Thanh Tài và Ngọc Lan cũng từ đó mà trở nên căng thẳng và khó hàn gắn. Anh cho biết, anh rất hối hận về hành động trẻ con của mình đã gây tổn thương đến diễn viên Ngọc Lan. Nếu anh có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ lựa chọn cách hành xử khác. Đoàn Thanh Tài cũng chia sẻ thêm, anh nhiều lần gọi điện nhắn tin để hòa giải và mong muốn cả hai trở thành những người bạn đồng nghiệp thông thường, nhưng Ngọc Lan không bao giờ nghe máy hay trả lời tin nhắn. Ngọc Lan luôn né tránh khi gặp Thanh Tài ở các sự kiện. Trong một lần cả hai gặp nhau khi tham gia một show truyền hình, Ngọc Lan liền bất ngờ bỏ về với lý do không thể diễn với anh. Sau sự kiện, Đoàn Thanh Tài chia tay Ngọc Lan, anh bị gắn mác là trai đẻo và được cho là mượn tên Ngọc Lan để đánh bóng tên tuổi của mình. Anh đã đưa ra lựa chọn là anh sẽ không đứng ra thanh minh mà tập trung vào sự nghiệp. Và khi anh nhận các vai diễn, anh cũng từ chối các vai phản diện mà anh chỉ nhận vào các vai nhân vật hiền lành đàng hoàng. Thanh Tài cũng khẳng định tình cảm giữa anh và Ngọc Lan là có thật. Và nếu anh có mượn tên tuổi của diễn viên Ngọc Lan để đánh bóng tên tuổi của mình, thì đó là một thất bại. Bởi những gì anh nhận được sau tình cảm này là tai tiếng và dính vào mác trai đẻo. Đoàn Thanh Tài và tình bạn 7 năm với diễn viên Bảo Trúc. Đoàn Thanh Tài và diễn viên Bảo Trúc quen biết nhau được 7 năm, nhưng cả hai chỉ thật sự trở nên thân thiết với nhau sau bộ phim Giá của Nụ Cười. Bảo Trúc từng lọt vào top 10 siêu mẫu năm 2004 và là bạn diễn ăn ý trên màn ảnh nhỏ cũng như là bạn tri kỷ ngoài đời thực với người mẫu Đoàn Thanh Tài. Cả hai cùng nhau tham gia chương trình giải mã tri kỷ
và có nhiều chia sẻ thú vị với nhau. Thanh Tài và Bảo Trúc cũng từng có suy nghĩ là cả hai thử quen nhau, nhưng kết quả chỉ là vô ích. Cũng trong chương trình này, cả hai đã có những chia sẻ về tính cách trái ngược nhau giữa hai người. Nếu Bảo Trúc là một người thẳng tính và dễ nổi nóng, thì Đoàn Thanh Tài là một người cả nể và sợ làm mất lòng đối phương. Đến thời điểm hiện tại thì Bảo Trúc đã có chồng, và mặc dù chồng hiện tại không phải là mẫu người lý tưởng của cô, nhưng cô vẫn hạnh phúc viên mãn vì có được chồng vừa tài giỏi vừa yêu thương gia đình. Còn đối với Đoàn Thanh Tài thì hiện tại anh vẫn chưa lập gia đình, dù đã trải qua bao nhiêu mối tình. Anh cũng có chia sẻ về mẫu người con gái của anh là giống như mẹ của mình, vừa truyền thống vừa hiện đại và hết mực yêu thương chồng con. Đoàn Thanh Tài và tin đồn tình yêu với người kém 16 tuổi. Trong khoảng thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Đoàn Thanh Tài đang yêu nữ ca sĩ kém mình 16 tuổi Sunny Đăng Ngọc. Dù nam diễn viên Đoàn Thanh Tài không chính thức thừa nhận, nhưng cặp đôi bị bắt gặp nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện, và đặc biệt với MV đầu tay Nỗi buồn đáy tim của Sunny Đăng Ngọc, anh còn giữ vai trò nhà sản xuất, càng củng cố thông tin họ là một cặp. Và trong sự kiện ra mắt phim Kiều thời A Còng ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối 1 tháng 3, Đoàn Minh Tài không ngại chỉnh tóc cho Sunny Đăng Ngọc. Sunny Đăng Ngọc là cô gái sinh năm 2000 và khiến nhiều người tò mò khi chi mạnh cho MV vừa qua với số tiền 2 tỷ đồng. Ba mẹ của nữ ca sĩ đều làm ngành y và hiện tại cô đang là sinh viên ngành y với mong muốn theo ngành nghề của bố mẹ. Ngoài ra, ca sĩ sinh năm 2000 còn có khả năng chơi nhạc cụ và múa giỏi. Bên cạnh đó, khả năng ngoại ngữ tốt khiến cho Sunny Đăng Ngọc càng ghi điểm trong mắt công chúng. Sunny Đăng Ngọc hiện đang chuẩn bị cho một MV hoành tráng sắp tới bên cạnh hoàn thành việc học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thanh nhạc và vũ đạo để mang đến cho khán giả những món quà bất ngờ khác. Cuộc sống hiện tại sung túc, tuy chẳng mấy nổi tiếng, nhưng khối tài sản mà Đoàn Minh Tài đang sở hữu cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Hiện nam diễn viên đang có 2 căn biệt thự ở Sài Gòn, 1 căn tặng bố mẹ ở quê, kinh doanh bất động sản và 3 nhà hàng ẩm thực Hàn hoạt động hiệu quả. Trước đây anh cũng từng vui sướng chia sẻ với công chúng hình ảnh căn biệt thự 7 tỷ đồng dành tặng cho bố mẹ ở quê sau nhiều năm lao động vất vả. Nam diễn viên tiết lộ ngôi nhà hoàn thành hồi đầu năm 2019 và được bao quanh bởi rặng dừa hơn 10.000 m2. Anh cho biết từ cánh đồng đến mọi vật dụng từ nhỏ đến lớn trong nhà đều được anh lên ý tưởng chọn lựa màu sắc. Chia sẻ với Vietnamnet, nam diễn viên tự hào khi mình sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập không chỉ đến từ nghề diễn viên mà còn hoạt động kinh doanh. Những tài sản tôi có được không phải nhờ hoàn toàn vào hoạt động nghệ thuật. 2 năm trở lại đây, tôi hoạt động kinh doanh và may mắn thành công liên tiếp ở những dự án vàng. Trong thời gian thị trường phim ảnh ế ẩm, số tiền kiếm được từ công việc quảng cáo cho việc đại diện các thương hiệu trước đây cũng giúp tôi có cuộc sống dư dả không lo nghĩ. Tôi có thể tự hào nói rằng mình là người có số lượng hợp đồng quảng cáo đứng đầu Việt Nam, anh chia sẻ. Đặc biệt hơn, vào tháng 5 vừa qua, Đoàn Minh Tài đã chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Bằng kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên màn ảnh Việt, nam diễn viên tham gia giảng dạy tại khóa âm nhạc gồm các ngành học như đạo diễn điện ảnh truyền hình, diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Thời gian gần đây, nam diễn viên cũng tham gia từ thiện, góp sức mình vào công cuộc hỗ trợ bà con gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Về chuyện tình cảm đời tư, mối quan hệ giữa Đoàn Minh Tài và người yêu tin đồn kém 16 tuổi Sunny Đăng Ngọc cũng gây không ít sự chú ý. Thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và là người đồng hành hỗ trợ đắc lực trong làng giải trí. Dù không chính thức thừa nhận, nhưng chuyện tình cảm của hai người khiến cư dân mạng quan tâm và ghen tị.